lên mâm rider gắn đĩa trước cho quay à, gắn con mét luôn nha anh em. Có con mét cho anh em xài luôn ha. Đây. Anh em nào muốn lên thắng đĩa trước thắng đĩa sau, xài mâm rider mà muốn đi con mét cứ qua tiệm xe Khánh ha, tới địa chỉ 462 Solid ha, Solid Rider nha anh em, gắn được hết nha anh em. Tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10. Còn ở xa thì liên hệ Khánh ha. Số điện thoại Khánh 0389910535. Mâm Sonic nha nè, xin lỗi anh em ha. Gắn con mét được luôn nha anh em.